Anh làm trò gì vậy? Chơi gì kỳ vậy hả? Wow, quả thật là kỳ thần kỳ tài tử, đúng là để cho anh giật chết cũng đáng. Kêu danh xưng gì đây hả? Rườm rà lắm. Kêu là Hồng Ân chuyển dĩ khí tốn thiên hạ. Một bước này cũng đủ cho anh đã 300.000 lượng rồi, mai mốt đừng làm phiền tôi nữa nha. Ha, nhất định nhất định. Nhưng mà chỗ tôi không phục Đường huynh nhất là có thể lấy hai nắm vú của tôi để làm hai cánh quạt song trưởng tác thụ. Mông đích thì dẻ đá, chân trước dẻ núi, chân sau dẻ mây. Ây da, còn con chim ưng này nữa, lấy bộ phận nào của tôi dẻ ra vậy hả? Là cái chân giữ của các hạ đó. Ây da, quả thiệt không ngoài dự tính của tôi. Đầu đỏ mình đen, vẽ nó ra đúng là thần vận. Chỉ là con sâu nhỏ trên cái mỏ con két thôi, làm gì có đầu đỏ mình đen đâu chứ.